thấy nó đâm xuống bao nhiêu thì cho nắng nó lên. Ví dụ đây là nó nắng đây chắc là khoảng 50 đấy, nắng nó lên này. 50 này. Đấy, nó lên này. Thì lúc này cái này nó lên 50 thì vào trong này trừ đi 50. Chỉnh cái chiều cao này xuống 50 này. Là còn chỉnh 50 này. Chỉnh 50 là cái đầu này nó xuống đây này. Đấy, chưa? Cái tường này mình kéo ra này, cái này nó hở, kéo nó ra đầu này, kéo giống trên này này. Mình kéo ra ở đấy là bị lồi, tức là nó hiểu là ở đấy mình chưa có lực vừa trạc. Trên này mình cho nó nắng lên xỉ này, cái này mình cho nó lên đây là nó cháy cái này, còn không thì thôi. Chỗ này này, nó lòi ra này ha. Rồi, nguyên nhân cái này là gió đâu? Gió gây cái mặt lực vừa của mình nó đang trùng với cái mặt dầm. Này, giờ mình sẽ sân bóc cái chỗ này ra nè. Này, kích vào đây nè. Đấy, mình thấy này, cái dầm này mình phải mũ vào đây này, cái mẹp này mình phải vào đây này ha. Đấy, thì lúc này nó cũng thấy này nha. Yeah, mình đây mình xem nó mặt bằng tầng nào thì mình mũ vào. Đây là mặt bằng tầng 4, mình vào tầng 4 này. Bật cái này lên này, bật cái này lên là nó sẽ thấy này. Đấy, giờ đây mình thấy dầm nha. Alo. Rồi đây này, dầm này tầng 4, cái tường nhá, tường này mình ẩn tường đi, kích vào tường này, chọn cái này này, ISO category 2 là ẩn nhá. Hai cái này sáng, yeah, sáng này. Ẩn luôn này. Đây còn cái dầm đây, mũ cái này vào. Mũ qua bên này đụng bằng lực vừa 10. Đấy, hở ra xí. Thì trên này nó cũng thấy nữa. Đây, lúc này mình dõi này. Đấy, chưa? Mấy chỗ này mình chưa dõi này. Này, này, nhìn chưa? Kích vào đây này. Đấy, rồi nè, chưa? Cái này thế. Thằng này rồi, thằng này này. Đấy, thằng này chưa này. Kích đây. Đấy, các bạn nào hỏi gì nào không? Để xem bài tập xem. Cái dầm này, ví dụ cái dầm này nó chưa có lực vừa này ha. Nó chưa ché này. Mình muốn ché thì mình xây vào đây một cái tường đấy, cho nó phủ cái này đi, nó ché.
Rồi. Có bạn gì, bạn nào hỏi gì nào? Không hỏi thì mình tiếp tục học lăng can. Cái này còn thiếu nhiều nhá. Cột này sai rồi này, cột này nó phải xuống vậy này này. Đây rồi. Hai nó đi nha, hai hai này. Hai này. Thằng này về sai này, thằng này này. Thằng này này. Cái top này nó phải trừ xuống. Trừ xuống này. Ê mình trừ trừ xuống làm sao cho nó trùng ở đây này. Ở đây là cao độ bao nhiêu này nhìn này. Trùng ở đây này. 67. Trên này là 745. Lấy cái này trừ cái này ra một con số thì kết vào đây trừ cái này đi. Trừ 800. Đấy. Từ 850 nha, 850. 50. À, trừ 750 thôi, 750. Top, top. 750, 700. Trăm. Dây là 800. Đấy. Cái này vừa được sửa rồi nhá. Coi 800. Bật cái trống xuống này lên này. Đây. Cái này nó phải nằm ở đây này. Cái này nó cái đầu này này. Nằm ở đây này. Nên là trùng lên đây này là 8 25 rồi. 25 đi xuống. Ừ, 7 7 7 5. Cái này vẫn vẻ sai rồi. Cái này vẫn vẻ sai rồi. Bên này trừ bao nhiêu? Trừ 750. Trừ 750 nhá. Trừ 750. Ừ. Rồi. 750. Cái trên này về sai, cao đô này về sai này, cao đô cái dầm này về sai này. Số 7. Cái này nhiêu? Đấy, số 7 năm không này. Cao đô sai 50. Được chưa? Đây là của tuyển dụng à? Đấy, để sửa lại. Tham khảo bài của mấy bạn nhé.
Rồi ai hỏi gì nữa không? Giúp mày cái này, mình phải 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 dõi nó này. Dõi là nó mất cái này này. Này. Trong sang này. Sang. Sang này, dầm này, à sang tường này, đấy. Sang này, tường này. Chưa? Sang này, tường này. Sang này, tường này. Đấy. Mình phải dõi nó lại. Nếu mà mình không muốn dõi thì mình phải hạ thấp cái này xuống này. Mình thấy này. À, vô bức tường này nhá. Tường này đi, đây. Đây, đặng đi ra mình cái này mình phải dõi lại, còn nếu mình không dõi thì mình phải ấm cái này xuống này. Nó nằm đến đây thôi này. Được chưa? Đây. Thì đấy xuống ấm 100. Đây là top. Top là đây. Từ 100. Đấy, mình lấy lại đây mà đúng. Còn nếu mà mình cho nó bằng không thì mình phải dõi. Để mình phải dõi để nó trừ cái phần giao nhau đi. Đây, đây này. Đấy, nó trừ đi này. Rồi. Bây giờ mình sẽ học tiếp. Rồi. Bây giờ tiếp nhiệm vụ của mình là tiếp tục học lan can nhá. Bây giờ mình chỉnh lan can về kiểu dòng trong này. Đấy. Tức là nó có vừa cả dọc vừa ngang ha. Của mình là chỉ có dọc thôi. Rồi, bây giờ mình chỉnh này. Bây giờ mình nói kỳ về cái này nhá, mình sẽ copy cái thằng này ra ngoài. À, nhìn này. Rồi, vô cái này mình edit, mình xóa cái đầu này đi nhá. Xóa đầu này đi. Xóa đầu này đi. Rồi đây. Cho hiên mình cái này lên thôi. Isolate là mình. Đấy. Nhìn này ha. Bây giờ trong Revit nó định nghĩa này. À, cái định nghĩa này mình phải nhớ nhá. Cái định nghĩa thứ nhất đấy là cái thằng thằng chính cùng. Thằng chính cùng là thằng này. Đấy. Thằng này gọi là top rail. Top rail nhá. Thế để mà thay đổi cái thằng này này. Để cái thay đổi cái thằng này ấy. Thì đầu tiên á, ví dụ cái thằng trên này bây giờ mình muốn thay đổi thành hình tròn, hoặc là một cái tiệc riêng hình chữ nhật nó lớn hơn, thì mình thay đổi như thế nào? Mình đưa chuột vào cái thằng top rail trên này nhá. Rồi, xong bấm phím tab. Để mình cho mình nó. Chưa? Để cho mình nó. Sau khi mình cho mình nó rồi á, thì mình nhìn bên này nó có chữ top rail đây. Đồng thời á, là cái này nó bị ẩn đi. Mình thấy nó bị ẩn đi này. Có nghĩa là nó chọn nhưng mà nó bị ẩn đi rồi. Thì để mà cái này nó hiên lấy này. Để cái này hiên lên thì mình phải có cái gim này. À, mình kích vào cái gim này để cho nó mở ra. Thì lúc này mình có quyền chỉnh sửa. Mình có quyền chỉnh sửa nhá. Rồi, ví dụ mình muốn cái này hình tròn thì mình xuống cái này xuống. Mình cho hình tròn này. Đấy, nó hình tròn. Tuy nhiên là của mình là hình này đúng rồi. Nên mình sửa nữa. Tab. Của mình chỉ nhắc đúng rồi. Mình sửa nữa. Nha. Thì đây là cái top rail. Là cái chữ cùng. Rồi. Cái định nghĩa thứ hai đó là những cái thân này. Thân này.
thánh này. Thánh này gọi là thánh Ba Luther. Thánh này được gọi là Ba Luther nha. Thì để mà thay đổi những cái thánh này này thì mình sẽ cho vào nó và mình edit type và nó là Ba Luther. Ba Luther thì mình nhìn đây, những cái thánh này này là cái thánh Ba Luther, là thánh này, này. Chưa? Thằng này, này. À, khi mình rê chuột nha, ví dụ mình quên nha, mình quên này, mình rê chuột vào đây nó hiện màu xanh. Chưa? Hiểu chưa? Là Ba Luther. Rồi bây giờ mình thử xem cái Ba Luther của mình nó cách nhau bao nhiêu nha. Ở đây nó không dím vào. Rồi, cái này nó không dím nhá. Ví dụ mình giả sử, mình giả sử cái này nó khoảng, mình nhìn đây này, từ đây qua đây 500 nhá. Đấy, tức là tỷ lệ nó gần đây này. Rồi, cái này mình cho nó gần khoảng 800 đi ha. Từ đây qua đây 800 này. Thì mình chỉnh này. Đây nó hơi dài nha, chỉnh về 800 này. Thì lúc này này, mình sẽ kích vào cái mục Baluster này, kích đây. Đấy. Và mình chỉnh khoảng cách của nó, kéo cái này ra. À, khoảng cách của nó đây này. Đây. Yeah, mình chỉnh cái này về 800. Ok. Đấy, thưa ra chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ reset nó về này. Đấy. Rồi, các bạn chỉnh về 800 đây ha. Bạn nào chỉnh xong rồi thì chụp hình nhá. 800 nó hơi thưa nha, chỉnh về 750. À, 750 đấy, 750. 750 là vừa đấy. 50. Ok. Rồi các bạn chỉnh về 750 đi, rồi chụp qua đây. Đây, nó thay đổi toàn bộ này. Bởi vì nó cùng tên thì nó cũng thay đổi ha. Nó cùng tên. Còn nếu mà mình muốn nó thay đổi cục bộ thì mình phải edit type và mình duplicate ha. Duplicate lên tạo một cái mới. Thì lúc này cái nào nó cùng tên thì nó thay đổi. Chỉnh về 750 ha. Luôn. Rồi. Rồi. Rồi, ok. Rồi, tiếp nha. Bây giờ tiếp này. Rồi, bây giờ đây. Bây giờ tiếp theo là cái thánh. Mình chú ý này, cái thánh trên cùng là nó đi nghĩa là thánh Top Real này. Thánh này là thánh Ba Luther này. À. Đấy. Rồi. Bây giờ này,
Những cái thánh sọc này nè, những cái thánh này nè. Những cái thánh này là thánh gì? Mình nhìn nè. Rồi, mình kích vào cái này nè. Cái thái nè. Thánh này là thánh rếu sút trờ. Đây, đây là cái này nè. Là những cái thánh mà vô đây nè. Yeah. Đấy, cái thánh trên cùng này hướng tịnh nhá. Trên cùng này hướng tịnh là những cái thánh tiếp theo. Rồi, ở đây nó có mấy thánh? 5 thánh, được chưa? 5 thánh. Rồi, thì mình sẽ mua 2, 3, 4, 5. 5 thánh mà ở đây mình chưa có thánh nào hết. Bây giờ mình kích vào đây nè. Cái mục này nó trống. Cái mục này nó trống. Thì bây giờ mình kích vào insert để nó 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4, 5. Thì chưa? 1, 2, 3, 4, 5 mình vô ok nè. Ok nè. Đấy. Thì lúc này mình thấy chỉ có một thánh thôi. Thì nguyên nhân ở đây là do đâu? Do nắm thánh này nó đang chồng lên nhau. Nó đang chồng lên nhau nên mình chỉ thấy một thánh. Mình kích vào đây mình chỉnh khoảng cách giữa các thánh này. Khoảng cách giữa các thánh này nè. Nha. Kích vào đây. Rồi. Bây giờ này. Thánh thứ nhất là mình tính từ dưới đi lên đi. Là hai là khoảng cách. Dù thánh thứ nhất là không, không thì nó nằm ở dưới này luôn. Dạ. Yeah. Thì bây giờ mình sẽ là mình mấy khoảng đây. Mình nhìn thấy mấy khoảng. 1 2 3 4 5 6. 6 6 khoảng mà nó chia cho bao nhiêu? Chia 8, 800 mà chia 6. Nha, 800 chia 6 thì một khoảng là bao nhiêu? 130. Ừ, đến rồi. Rồi cho 30 đi cũng được. Bây giờ mình chỉnh này, thằng dưới cùng lấy 130 này, sau đó nó cộng dồn lên này. Là 260 này. Đấy, cứ cộng dồn lên. 3 9 10. Năm 20. À 6 50. Đấy, ok là nhá. Ok này. Đấy. Rồi, chưa đâu. Bây giờ nó chèn cho mình đụng đồ đây. Nhưng mà cái thánh này nó lớn quá. Nha, lớn quá. Nó lớn quá thì mình chỉnh cái này nó nhỏ này. Mình chỉnh cái tiệc riêng này. Bây giờ là mình tính khoảng cách là từ đấy là đi lên này. Từ đấy là đi lên này. Rồi, bây giờ mình chỉnh tiệc riêng này. Cũng vào cái thằng này luôn. Đấy, mặc định nó để default. Default là nó mặc định, tức là nó sẽ lấy theo cái mặc định á. Thì bây giờ mình muốn lấy tiệc riêng thì mình sổ cái này xuống. Nha. Trong này nó có từng này tiệc riêng này. Thì ở đây mình sẽ tiệc riêng này hình tròn này, còn tiệc riêng còn hình chữ nhật. Hình chữ nhật thì trong đây. 30 x 40 này. Nha. Hoặc là 50 x 50 đây. Thì giả sử đây mình chọn 50 x 50 đi. Rồi mình đưa về 50 x 50 này. Một cái 50 x 50 nha. Rồi cái thứ hai mình cho hình tròn này. Ok này. Đấy, cái thằng dưới này là 50 x 50 này. Thằng này hình tròn quá này. Ví dụ mình cho thêm thằng hình tròn nữa. Hình tròn này. Cái này mình tính khoảng cách nó bị sai rồi. Cái thằng này trên cùng này mấy khoảng đấy. 1 khoảng, 2 khoảng, 3 khoảng, 4 khoảng, 5 khoảng. Chia cho 6 khoảng. 1, 2, 3, 4, 5. Chia cho 5 khoảng, 6 khoảng. 1 thanh, 2 thanh, 3 thanh, 4 thanh, 5 thanh. Chia cho 6 khoảng. 130. Đúng rồi, 130. Là cái thằng này. Thằng này tính sai khoảng thay rồi này. Cái này là chia cho 7 coi. Chia 7. Chia 7 bằng bao nhiêu? Bằng 800 xuyệt 7. Rồi cho 110.
110 này, 220 này, 330 này, 140, 550. Ok nè, ok nè, đấy chia thành dây mà đúng nha. Các bạn chú ý nhớ sub kênh giúp mình ha. Đây là kênh YouTube của mình. Đấy. Thì tất cả các bài học liên quan đến cái Revit hoặc là cái tab mình đều chia sẻ lên trên này ha. Đây là kênh YouTube của mình. Rất là nhiều bài học ha. Đây, các bạn lắng xuống. Các bạn vào cái danh mục video ấy ha. Rồi, đồng thời đây là đây là trang của mình này. Nha, Revit Đà Nẵng. AutoCAD Đà Nẵng. Còn đây là cái trang của 7 công ty của mình ha. Đấy, hiện tại là công ty mình là đang thiết kế bên mảng nhập phố ha. Rồi, còn có cái vấn đề gì các bạn mà trong quá trình học á, có cái vấn đề gì các bạn vướng mắc thì các bạn vào cái nhóm này ha. Cái nhóm này. Và hoặc là cái nhóm Zalo ha. Tất cả các link mình để ở phần mô tả. Các bạn chú ý vào và kích vào để mà tham gia các nhóm học cho nó hiệu quả ha. Rồi bây giờ này, của mình là mình cho nó tiệc riêng của cái thằng này lượng này. Thằng này là 50x50 này. Thằng này 50x50 này. Đây nhìn này. Cái thằng này 50x50 này. Còn cái thằng này mình cho nó là 25x25 thôi nha. 25x25. Cái này 25x25 hết. Thì mình chỉnh này, kích đây. Thì ở đây mình thấy này, ở đây nó chỉ có là những cái này mặc định thôi. Bây giờ mình muốn lấy 25x25 thì làm như thế nào? Mình làm như sau này. Hoặc là mình muốn lấy một cái hình tròn nhưng mà cái đường kính của nó không phải là 30 mà là 50-60 thì mình làm như thế nào ha. Thì mình làm như sau, mình kích vào cái này nha, bôi đen hết này. Những Ctrl A này. Để bôi đen hết cái này, những Ctrl C nha. Rồi, xong nó thoát đi. Thoát đi. Sau đó mình sẽ khóa cái thanh công cụ bên này. Mình chọn vào một cái mặt bằng bất kỳ, cái nào được hết á. Kích chuột phải. Mình kích vào search. Rồi bây giờ mình sẽ Ctrl V vào. Và mình chú ý mình xóa này. Mình xóa nhá, xóa. Xóa đến cái dấu hai chấm, xóa đến khi nào mà cái này nó sáng lên này, xóa đi. Rồi nó sáng lên rồi nhá. Tiếp đây. Thì nó sẽ tìm kiếm. Nó sẽ tìm kiếm cái này cho mình. Thì thực chất nó nằm ở trong cái mục này này, những cái này là những cái family. Những cái này là những cái family. Mà family thì nó nằm ở cái mục family này này, đây nó nằm đây family này, thì nó nằm ở trong này profile này, rồi profile nó nằm ở trong cái mục profile này, nó sẽ tự động là tìm kiếm đến đây luôn. Rồi cái của mình là cái này là cái register nhá, đây nó là hình chữ nhật đây, xong cái này ra này, đây rất tán này, chưa 50x50 đây này, edit type này, đúp lên. Lúc lên này thì lúc này mình sẽ là 25x25. Rồi nhập vào đây này, kích đúp vào đây này. Rồi đây 25 này, 25 này ha. Ok này. Rồi đây là mình mới tạo ra cho nó một cái family 25x25 thôi, được chưa? Bây giờ mình cần phải gặn cái thằng này vào trong cái này này, thì mình cho vào đây. Mình edit type này, cho cái này nha, xong rồi edit type này, xong rồi kích đây này, rồi xô cái này xuống, cho nó này, cho 25x25 nha, này, lúc này mình tao xong rồi thì nó nằm đây này, cho hết luôn, rồi ok nha, ok, 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 đấy, rồi mình sửa đến đây nha, reset này, đấy. Yeah.
Cái này sai rồi. Cái này là do cái chiều cao này, chiều cao này đang chọn sai này, chiều cao của thằng lan can này đang chọn sai này. Chưa? Bởi vì chiều cao ở đấy là chiều cao này là nó đang tính từ từ cái này, cái đây này. Nó tính từ đấy này cho đến đây này. Nhá. Thì nó đang là edit time này, nó đang cao bao nhiêu? Cao 700 này. Đấy. Của em chắc nó cũng phải là 700 mà nó là 1700 đấy. Chuyển lại cái này 700 này ha. Là được. Một, hai, ba, bốn, năm. Rồi cái này gửi UL Travel qua. Cái này gửi UL Travel qua này. Đoàn vắng gửi UL Travel qua này. Cái này nói thì hơi khó diễn tả. Bạn nào lỗi thì gửi UL Travel qua nha. Sau chỉnh tùm lum đi. Chỉnh thì đúng đi. Duy Nam sao đấy? Lỗi gì đấy? Chỉnh về tiết kiệm 25-25 hết này. Cái nhỏ này này, chỉnh mấy cái này về nhỏ này, đây này. Chỉnh những cái thằng này này, về bằng cái thằng trên này này. Còn đoạn vắng thì nhìn đây ha. Rồi, Duy Nam đúng rồi. Em kêu kêu cái này đi chỗ khác cái này, cái này đấy này này, cái gì này. Đúng rồi má. Đúng rồi. Sai đâu. Cái này đúng rồi mà. Rồi, vậy là đúng rồi. Cái này mà sao nó lủng ở dưới này, kiểm tra lại cái này. Cái này đừng để cho nó lủng ở dưới mà nó trùng vào cái mặt này luôn. Rồi.
Rồi, đúng rồi mà. Sai của Đoàn Văn đúng rồi này. Có ai lỗi gì không? Đoàn Văn Thề. Được chưa? Được rồi mà. Đúng không? Ok hết nha. Rồi, bây giờ tiếp này. Bây giờ nhìn này. Rồi, cái này xong rồi này. Rồi. Bây giờ mình sẽ vẽ tiếp theo là mình sẽ vẽ cái lám. Cái lám vào. Cái lám trong này nó sẽ có hai lám, lám đứng. Lám này lám đứng này. Dạ. Còn trên kia là lám ngang. Trên này lám ngang này. Bây giờ mình sẽ vẽ lám đứng này trước. Lám đứng này nó nằm từ đây đến đây, nó cao lên đến đây nhá. Rồi bây giờ vẽ lám đứng này. Rồi, mình lắm đựng của mình là ở tầng nào? Tầng 2. Thì vào tầng 2. Xóa cái này đi. Vào tầng 2 nhá, tầng 2. Tầng 1, tầng 2 đây. Đấy, nó nằm từ đây đến đây này, nó nằm từ đây đến đây này. Rồi, lắm đựng này thì mình vẽ bằng cái gì? Mình vẽ nó là một cái dạng gọi là tường kính nha, vua này. Mình sổ thằng này xuống này. Trong là architect. Của architect này sổ cái này xuống này. Mình thấy có cái tường kính dưới này này. Đấy, cái này lắng xuống. Thấy đây, cục tường vua đây. Dạ. Trong thằng đầu tiên. Trong thằng đầu tiên nha. Edit 2. Đục lên. Sự đây mình đặt tên là Lam đây. Lam dọc. Dạ. Ok này. Ok nha. Cứ ok đã. Rồi, vẽ vào. Mình sẽ lấy từ điểm này. Mình kẻ qua đến cái điểm này. Đây. Bắt vào đây. Đấy, phát ra này, cái nó nha, nó bảo lỗi cái nó. Nó bảo lỗi là có nghĩa là nó nói là hai cái. Cái này nó đang, cái kính này này, nó đang trùng vào đây. Vậy, nguyên nhân là do mình kẻ nó, bây giờ kẻ đến đây thôi này ha. Mình lùi lại này, kích đây. Về xa quá, nó đến đây thôi này. Đến đây thôi này. Từ đây này, đến chỗ này này. Đấy, bất kỳ màu đen trắng này này. Đấy, đến đây này. Rồi. Đây, nó đây này, thấy chưa? Sau đó mình tích này. Mình kích vào đây nhá. Cái này là một cái, nó là một cái tường. Nhưng mà tường này là tường kính, thấy chưa? Tường này là tường kính. Thì tường, đã nói đến tường rồi thì cái chức năng vẽ nó giống y cái tường bữa mình vẽ. Bây giờ mình sẽ chỉnh nó này. Nó đi từ tầng cho vào nó này ha. Nó sẽ đi từ tầng 2. Tầng 2 lên tầng 3 nha. Thì đây cho tầng 3. Rồi, ok này. Rồi, tầng 2 lên tầng 3. Kích vào đây này. Tầng 2 của mình đây này. Thì cái base của nó phải là offset lên 100, được chưa? Vì từ đấy nó đi lên 100 là gặp cái thằng này này. Kích vào cái tường này này. Cho cái base này này, cho nó nâng lên 100. Đấy, 100 có nghĩa là cái mặt dưới của nó là trùng vào cái này luôn. Vì cái này đang cao hơn cái này 100. Đang cao hơn so với tầng 2 100. Rồi, còn cái top. Cái top thì mình phải ấm xuống. Ấm xuống đến đây này. Xuống đó là bao nhiêu? Mình cứ có cái trường tường này đang ấm 400 nha. Thì cái này nó phải là trừ số 400. Top. Trừ 400. Rồi. Đấy. Đây là một tấm kính nha. Rồi các bạn cứ vẽ đến đây đã. Nha. Vẽ đây nha. Và chị mình thấy cái tấm kính này là bằng những cái lam.
Bạn nào xong rồi thì gửi hình lấy nhá. Có ai đi dùng cái chỗ này, em về bên sai này, cái chỗ này này đây, ngồi này. Ừ, cái khúc đó ở trong mặt trong anh tường là dưới đáy nó khoảng từ 200 mà sau chạy lên là từ 100 anh biết cách xử lý sao không. Nào ta đây. Đây hả? Đây hả? Ừ. Chỗ này hả? Dạ dạ dạ. Nhưng mà nó bên ngoài này nó vẫn đều nhau mà. Chỗ đó giống như kiểu cái kệ để rượu. Đúng rồi, đúng rồi. Thì đây đây. Ví dụ đây 200 này, đây 200 thì về 200 bình thường. Còn từ đây qua đây 100. Xong rồi qua đây 200 tiếp. Qua đây làm 100. Rồi cái khúc ngoài cái cột góc này, cột góc ngoài từ 1 đây thì cho cái đường 100 với lại 200 này với nhau. Đúng rồi, kẹo nó dài ra ngoài này luôn này, bên này kẹo dài ra luôn. Kẹo dài đó thì cái vừa đấy, nó có cái vừa này, cái vừa nó trái lại này. Dạ. Rồi bây giờ này, mình thấy nhá, mình thấy cái này nó chia thành nắm khoảng bằng nhau này. Đây mình chia này nha, cái lám này nó chia thành 5 khoảng này. 1 này. 2 1 2 3 4 5 được chưa? Chia thành 5 khoảng. Đây. Thì có một cái lám này. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ chia cái kịch này nó thành chia nó ra 5 nha. Mình cắt cái thằng này thành ra 5, cắt ra thành 5 phần bằng nhau. Thì để mà cắt nó ra đi, 5 phần đụng bằng nhau thì mình vào cái tầng 2 này. Đây, nó đi từ đây đến đây này. Giờ những cái đường này mình cần thì mình xóa này. Được chưa? Đấy, bây giờ muốn xóa nhắn cái quẻ thế trên này. Lọc ra này. Cái đường đấy là đường là red phần lên này. Bỏ ra hãy cho cái này. Đấy, xong delete này. Rồi. Thì nó đi từ đây đến đây này. Thì bây giờ mình sẽ vẽ ra đường này. Một thằng nha. Hai thằng này. Năm phần mà. Ba này. 4 này, 5 này, thì nó chưa đều nhau nhá. Bây giờ mình làm sao để mình làm cho nó đều nhau? Nó đều từ cái này này, qua đây cái vị trí này này. Này, cái này của mình đây này. Mình rê vào nó kết vào đây này. Nó có chữ làm dọc này. Là nó kết thúc tại vị trí này, này, chứ không phải là ngoài này đâu nhá.
Rồi, bây giờ mình chia cái nắm cái phần này bằng nhau. Rồi, bây giờ chia nắm cái này bằng nhau này. Bây giờ làm như sau nha. Mình dùng lên đếm này này. Đếm đây. Rồi mình kích đây này. Xong mình kích cái này nha. Mình kích quát. Kích cái này xong đừng có thoát ra nha. Kích qua tiếp cái này này. Kích qua cái này. Kích. Kích. Rồi đến đây. Kích. Xong ra ngoài này kích đây này. Sau đó nó có chữ E quý này. Kích vào đây cái là nó tự chia đều nhau. Đấy. Dạ. Đều nhau nha. Rồi kích đây. Đều rồi này. Bây giờ mình cắt này. Đấy. Cắt vào vị trí này này. Đây, đây mà lại có cái này đứt này, 1 này. 2 này. Dùng lực lên. Đấy. Đấy, nó sẽ cắt này. Khi mình kích vào đây này, thì cái lám dọc này nó sẽ tiến từ cái nút này đến cái nút này này ha. Rồi, cắt tiếp. Đấy. Dùng lực lên nha, cho nó bắt đụng vào đấy, nó cắt. Rồi, nó ra nắm thẳng rồi. Xóa cái này đi, còn cũng cần nữa. Đấy, ok. Rồi, bây giờ nha. Sau khi cắt xong rồi nha. Nhìn này. Đây, nó chia thành đây rồi này. Bây giờ mình sẽ chỉnh và kích vào cái này này ha. Mình sẽ cho những cái độ nhôm vào đây, những cái lam dọc vào đây. Đấy, thì mình cho vào cái này này. Mình edit thái nó này. Nha. Thì bây giờ mình cho khoảng cách giữa cái hai cái này nhá. Cho khoảng cách giữa hai cái này nó tầm khoảng tầm rưỡi đi. Thì bây giờ mình sẽ chia này. Bây giờ mình sẽ chia này. Đây, chia đây. Hiện tại là nó không chia nhá. Đây, chia đây. Cái này là chia dọc. Còn cái này là chia ngang. Thì bây giờ cái này dọc cái này ngang này. Chưa? Dọc. Bây giờ mình sẽ chia ngang này. Chia ngang đây. Thì mình sẽ chọn không này. Còn cái này là gì? Cái này là mình sẽ chia theo số lượng. Cái này chia theo khoảng cách. Còn cái này là chia theo cái maximum là khoảng cách lớn nhất. Khoảng cách bé nhất. Thì bây giờ mình sẽ chia theo khoảng cách lớn nhất là 150. Có nghĩa là khoảng cách giữa hai cái lám ấy là nó cách nhau là 150. Ok này. Ồ, cái này chia dọc rồi nhầm. Quay về. Cái này này. Đây. 150 đây. 150. Cái này là chia ngang nha. Còn cái này là chia dọc. Chia dọc thì mình không chia. Ok này. Đấy. Chia hết rồi này. Giờ. Chưa. Rồi. Kích vào đây. Kích vào cái này. Đừng có kích vào giữa này nhá, kích vào giữa này là phía bên này là nó là cái cotton girl grid. Còn mình cho vào đây này, nó là cái lam dọc này. Rồi, kích vào lam dọc chỉnh tiếp này. Rồi, bây giờ này, tại những cái vị trí chia này là những cái đường màu đen đây này, sọc sọc này. Mình áp cho nó những cái lám nha, bằng cách là mình chọn đây. Cái này á, cái này, cái lám này là lám ở trên. Lám trên là cái này này. Cái vị trí này là vị trí trên cùng này. Còn cái này là vị trí dưới cùng này. Còn lại những cái này là những cái vị trí ở giữa nha. Giả sử mình cho vị trí giữa là cái tiết riêng nha. Đây là trong tiết riêng này. Hình tròn. Rồi, 50 nhân 150 đi. Ok này. Cái này ở giữa nha. Ok này. Rồi. Edit. À nhầm. Cái này là cái giữa này này. Cái này này. Cái này này ha. Đừng quên. Cái này là cái dọc. Cái giữa này mới là cái đứng. Cái giữa này mới là cái ngang. Còn cái này là cái dọc. Ok này.
Đấy. Wow, nó lớn quá. Chưa. Thấy không? Thấy nó chia chưa? Rồi, bây giờ cạnh này nó lớn quá. Thì mình sửa nhá. Kích vào đây. Đây. Ở đây nó chỉ có là 50 x 150 thôi. Bây giờ mình sẽ copy cái này. Đấy. Mình search này. Làm line giống như khi này ấy. Search. Ctrl V vào. Xóa này. Đấy. Tìm nguyện nó này. Rồi. Nó nằm đây này. Nó nằm đây sổ ra này. Đây thằng này này. Đục lên này. Cái này mình cho nó tầm khoảng là 25 thôi. 25 dân với 50 đi. Rồi ok nha. Nhập được vào đây. 25 50. Thì cái này 25 thì cái này là 12.5. 12.5. Dạ yeah, là cộng lại là thành 25. Còn cái này 50 là 50 đây. Các bạn chú ý nhớ sub kênh giúp mình ha. Đây là kênh YouTube của mình. Đấy. Thì tất cả các bài học liên quan đến CS, Revit hoặc là ETAP mình đều chia sẻ lên trên này ha. Đây là kênh YouTube của mình. Rất là nhiều bài học ha. Đây, vàng lắng xuống. Các bạn vào cái danh mục video ấy, ha. Này. Rồi, đồng thời đây là đây là trang của mình này. Nha, Revit Đà Nẵng này. AutoCAD Đà Nẵng này. Còn đây là cái trang của 7 công ty của mình ha. Đấy, hiện tại là công ty mình là đang thiết kế bên mảng nhập phố ha. Rồi, còn có cái vấn đề gì các bạn mà trong quá trình học á, có cái vấn đề gì các bạn vướng mắc thì các bạn vào cái nhóm này ha. Cái nhóm này. Và hoặc là cái nhóm Zalo ha. Tất cả các link mình để ở phần mô tả. Các bạn chú ý vào và kích vào để mà tham gia các nhóm học cho nó hiệu quả ha.